Phong Văn Thần hợp cùng anh em gái Liêm Vô Địch. Tập 20. Người này không phải là anh trai của mình. Máy ảnh thì chỉ có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh chứ không thể ghi lại được khả năng. Có thể xuyên qua màn hình, chỉ có năng lực hành động theo các khái niệm bất cứ khoảng cách, chẳng hạn như là vô hạn mộng cảnh bán mạnh. Nhìn thấu. Trên cơ thể của Trùng Nguyên lại có sức mạnh vô hạn mộng cảnh, ngược lại trên cơ thể của Giang Bất Ưu lại có thiên siêu cấp bán mạnh. Hai người họ đang diễn trò gì vậy? Cha, trong lòng không biết là bị kích thích gì, không đến nỗi là muốn nói chuyện một mình với cha. Anh đi rồi thấy cả, con đang ngồi trên địa, cha nói chuyện với Trùng Lam. Trùng Lam, có chuyện gì còn gặp riêng cháu vậy? À, tôi lệnh, anh cháu xảy ra chuyện rồi, chú có cách gì có thể cứu được anh cháu không? Trùng Lam lại không có năng lực chống lại vô hạn mộng cảnh, mà lại có thể nhìn ra được vấn điều. Đứa trẻ này nhìn thấy em trai không đúng lắm thì không trực tiếp nói cho người bên cạnh, mà lấy tìm cớ gặp riêng mình. Con biết quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Phong Kinh vừa sửa lại hồ sơ bệnh án của Trùng Lam, Trung Nguyên và Giang Bất Ưu phối hợp diễn kịch. Hóa ra đang kiểm tra chúng ta. Không tệ, Trung Nguyên, trong lời chuyên quả thực là không phải là cậu ta. Chú quả thực cũng nhìn ra. Không những chú có thể nhìn ra đó không phải là cậu ta thật, mà còn nhìn ra được nguyên nhân đằng sau. Vậy nếu như chú nói không chuẩn bị có anh cháu thì cháu sẽ thế nào? Anh tư lệnh, chú là hợp chí hị, cháu là hợp công kích. Bây giờ chúng ta cách nhau chứ đầy 1 mét, dưới tình huống chú không phòng bị thì chú chắc có thể chiếm được lợi từ đầu. Cháu có từng xem xét qua, nên chứ cháu đồng thủ với chú thì hai anh em cháu sẽ phải gánh cái tội chịu gì không? Anh cháu là khả năng giả cấp chiến lược. Cấp chiến lược thì có nghĩa là anh ấy không bị trói buộc bởi quy tắc bình thường. Mà tương tự như vậy, nếu như cháu bị quy tắc loại này trừng phạt thì anh ấy sẽ trực tiếp giảm lên quy tắc. Cháu tự nhận là không có năng lực để giết chết được chú, nhưng mà cháu có năng lực nào lớn chuyện này. Nếu như đồng thủ thì lâm vào khốn cảnh chỉ cả chú. Cười gì tốt, tốt lắm. Chú quả nhiên là không nhìn nhầm cháu. Hử? Cháu gan không nhỏ, cái đầu nhỏ này rất thông minh, nhưng bản lĩnh phân tích cực diện thì mọi người hơi non. Nếu như cháu đã biết anh cháu có hợp chiến lược thì nên biết bọn chú không thể thi chết mà không cứu. Bọn chú không có cậu ta, chỉ có thể là chứng tỏ cậu ta không gặp nguy hiểm gì cả. À, anh tư lệnh xin lỗi, vừa nãy cháu nhất thời kích động mới ăn nói không suy nghĩ như vậy. Không sao, cháu có một chút quả ứng quá độ cũng không có gì là không tốt. Tại sao ạ? Nói thì hơi khó nghe, nhưng mà cháu của bây giờ càng muốn phát huy sức mạnh chiến đấu của mình thì càng kéo chân sâu của anh cháu. Ngược lại, nếu như cháu tập trung vào việc tự bảo mệnh để anh cháu chiến đấu mà không hờ lo lắng về tổng hiệu quả chiến đấu của hai cháu sẽ cao hơn. Chiến đấu không phải là một thủ đoạn mà là mục đích thủ đoạn. Nếu như không chiến đấu mà có thể đạt được mục đích tốt hơn, vậy thì người kiềm chế sức động thu lại vũ khí mới là chiến sĩ chân chính. Đương nhiên không có anh cháu không phải là không làm gì cả. Thành thật mà nói thì về tình hình của Trùng Nguyên, nếu không, cho dù anh là tư lệnh thì tôi cũng không hạ thủ lưu tình. Phương chính là phương thức ứng phó của cậu Khừa. Bắt đầu chủ đề đi, mau nói Trung Nguyên thế nào rồi? Trung Nguyên đã ở trong phòng làm việc, chỉ là đã chết rồi. Cái gì? Tôi muốn xem, có tư cách thủ hạ lưu tình rốt cuộc là cô siêu phân giải hay là tôi? Không phải là người thật, vậy mà lại có thể một chiều tiêu diệt được hình chiếu phần thân của tụi của mình. Ngay cái cơ thể bất tử cũng bị đánh bại. Thực lực đúng là không khiến người ta thất vọng. Cô là cậu khù sao mấy? Trương Nguyên, giáo bác ông già đó là cậu làm ra ư? Cô à, tôi đang hỏi cậu đấy. Vừa nãy là tôi thắng, cậu trả lời tôi trước. Thắng thua mà cũng không rõ. Đầu của cô chỉ đâm một tóc à? Ý gì? Nếu như tôi dùng siêu phân giải khi đập vào gáy của cô, bây giờ cô đã chết rồi.
Tôi hạ thủ lưu tình vì cô trở lại tay ra tay sát chiêu với tôi. Đến lần nữa thì đừng có trách tôi không thù hạ lưu tình. Cậu cứu số 1 nghiêm nhược nam. Tôi vừa nhận được nhiệm vụ khẩn cấp là giải cứu cậu. Tôi đang lần thêm manh mối. Bà cô à, cô không được dự tính toán được cân nặng của mình đi sao? Được rồi, không còn giải thích nữa. Tự lực của cô miên cưỡng không hợp cách. À hợp cách, nhưng mà đốt thì còn tục lắm. Người thiết kế cục diện này, tôi nên nói là chuyện hôm nay tôi không trách cô. Nhưng mà tốt nhất cô nên nhớ, ngốc không đáng sợ, đáng sợ là ngốc còn tự cho mình là thông minh. Lần sau mà còn dám chưa tìm hiểu rõ sự tình đã dùng sát chiều lục tùng, đừng có trách tôi không nói lý với cô. Phòng làm việc của Giang Bắc Âu bị cô đánh thành như thế này, phí tu sửa do cậu khu thanh toán, không vấn đề gì chứ? Cậu cũng là cậu khu, ở kinh phí đương nhiên là nên dùng thì dùng. À xin chung nữa thì tôi quên, chưa từ chức. Cô có thể đi rồi, tôi đã tự nói với ông chủ tệ. Ấy, cơ quan tài này không phải là nơi đó trong phòng làm việc của Hạ Tư Lệnh sao? Bị chuyển đi nơi khác rồi. Cơ không khóa, có thể mở rẽ. Ở trường nghiền lão, là thiết cho tới rồi. Ông chú tệ, sao chú đến giường cũng muốn cướp với Hạ Tư Lệnh thế? Cái gì vậy nhỉ? Vật tư phẩm tư nhân của cậu khu đã ở trong phòng làm việc của bản khu thì không tốt lắm. Chú giúp cháu chuyển cái quàng, cái giường đó đỡ cũ và cậu khu rồi. Cháu lười nghe chú tìm cửa cho mấy cái chuyện lông gặp vào tối này rồi. Số 1 tự nhận được nhiệm vụ đến cô cháu là chú sắp xếp à? Đúng, em gái cháu gọi cho chú, bảo cháu sẽ nói chuyện. Bảo cháu nghĩ cách cô cháu, khi chú liền cửa số 1 ở gần để đi điều tra. Cháu có thể tự chạy về cậu khu, chết là không sao đúng chưa? Ông chú tệ, cháu từng có nghĩ là tại sao em gái cháu lại có điện thoại chú không? Không phải là cháu nói cho con bé gặp khó khăn liền gọi chú thì sao? Anh Tư Lệnh không hổ là lão hồ ly, trực tiếp chơi cậu khù. Đối với chú ấy thì không chú, ông chú tệ đúng là quá thành thật. Tóm lại chuyện đã được giải quyết, chi tiết cụ thể thì cháu đừng hỏi. Về sau thì em gái cháu gọi cho chú tì phiền nghe mấy nhanh một chút. Ấy, chị đây đã, chuyện ban tổ chức không nhận ID lần trước thì Giang Bắc Âu có giờ viết cho cháu không? Giang Bắc Âu không chỉ là cổng nội cho cháu, còn muốn nghĩ cách khuyên cháu ở lại cậu khư. Đối với anh ấy thì cậu khư là hậu thuẫn vững chắc của quân khu, là người bảo vệ hậu quốc. Đối với chú thì cậu khư là gì? Đó là chiếc bằng bồng trốn tránh hiện thực hay là hộp quà từ gối mình? Cháu không còn đáp án của chú. Nhưng mà còn có một người họ Phùng. Trung Nguyện, sau cái giường mà cháu đặt đã xong rồi đây. Cháu kiểm tra xem không có vấn đề gì thì đưa địa chỉ giao hàng cho chú. Ba cái lần lượt đưa cho Tư Lệnh Hạ Cớ Huy của họ Bắc, Tư Lệnh An Phòng của họ Đông, Tư Lệnh Giang Bất Ủ của họ Nam. Địa chỉ viết phòng làm việc của họ là được. Một cái thì gửi tới địa chỉ Học viện Thành Anh một lần trước, một cái thì gửi đến chỗ của cháu ở thành phố Vạn Viễn. Cái cuối cùng thì tặng cho chú. Chú tự giữ hoặc là tặng cho người khác cũng được. Hả, một lần tặng cái này cho ba vị tư lệnh cho nghiên tốt sao? Hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì không cần hiểu. Kích thước của chiếc giường này đủ lớn, để lại một tia năng lượng ở trên thế giới đèn tối bên trong. Sau khi sử dụng nó để di chuyển tức thời thì có thể xuất hiện trực tiếp dưới hình dạng con người mà không cần phải giải thích cho mọi người tại sao một con mèo lại có thể trở thành con người. À đúng rồi, cháu cũng muốn định chế ra một thứ như vậy, có thể làm ra tại đây giúp cháu không? Ấy, tặng cho em cái này. Cháu thích không? Thích thì thích, nhưng mà cái này có đến nỗi khiến anh phải chạy xa như vậy không? Đây là bùa hộ mệnh mà anh đã đặc biệt chế ra cho em đó, cực kỳ quan trọng, nhất định phải tận tay đưa cho em mới được. Mà dây chuyền dầu tay thực chất là một hộp đựng kín có thể mở ra từ bên trong. Mình đã để lại một tia năng lượng thế giới bóng tối bên trong, lúc nào cũng có thể chiếu anh trở thành một con bò dịch chuyển tới. Áp chiêu bài cuối cùng bảo vệ làm vẫn nên mình là mình mới an tâm nhất. Vậy anh giúp em đeo lên đi.
biệt anh. Thật ra một số bí mật nhỏ quen em đã nhìn ra rồi. Từ lúc tai nạn xe ở Kỳ Hè thì anh giống như là đã mất bản thân vậy. Không còn là Trùng Nguyện, một lòng chỉ muốn làm anh trai của Trùng Lâm nữa. Phần là những chuyện không phù hợp với thân phận của anh trai thì anh đều muốn cố gắng giao diễn đi. Anh muốn em làm Trùng Lâm mà không phải là em gái của Trùng Nguyện. Nhưng mà nếu như không có quan hệ anh em thì Trùng Lâm sẽ không còn là Trùng Lâm hồi trình nữa. Trùng Nguyện cũng không còn là Trùng Nguyện hồi trình nữa. Như vậy, bởi vì điểm của anh, để anh không còn lo lắng mà chiến đấu. Đây mới là phần thi chiến đấu tuyệt nhất chỉ thuộc về em. Lần này để em lấy thân phận của em gái Trùng Nguyện tới bảo vệ thế giới của anh đi. Được. Vần vật đều có thể phối với cà phê. Và đây là phong cách bữa sáng của người thượng đồng ư? Đúng vậy. Lời nói dần thiếu à. Anh Sly hoài trước gương nổi tiếng là để điều chỉnh kia tóc ư? Đây gọi là bán mạnh vật lý. Lấy mạnh cộng mạnh chống lại bán mạnh bị động của em. À, cứ cái gì mà cậu, tóc cũng làm gì có cảm giác đầu chứ. Đây rồi, tôi biến màu tóc của anh về như cũ. Anh muốn cách như thế nào thì tùy anh. À, vậy đợi tôi ăn xong, liền dùng siêu phần giải từ các xem. Xin mệnh quyền hành. Trận chung kết của giải đấu đại học sắp diễn ra. Để đảm bảo trạng thái cho các tiền thủ thời gian nghi ngờ tiền đối dài. Mà hôm nay cuộc thi đồng đội là cuộc chiến xếp hạng xếp xác định top 8 và top 10. Không phải là việc của mình, cuộc thi cá nhân cũng vậy. Ngược lại là tới này, phòng làm việc đã bị phá hỏng rồi, còn muốn ở nhà làm việc. Quanh năm không có ngày nghỉ, thậm chí cuối tuần làm tư lệnh còn mệt hơn cái nô lệ. À Nghiên Thiếu, em tiêu hóa năng lượng tiêu cực từ Khương Tinh thế nào rồi? Anh còn phải kiêm chức bao lâu? Thật ra thì bây giờ cũng đã ổn rồi. Chỉ là tôi đã chuẩn bị kết thúc dài đầu trước, rồi giải biết dự cảm không ổn đó, rồi mới hấp thụ khư tinh. Sau khi đội Uông Thánh bị tôi đánh, đã đưa đến cục khờ quản để điều tra, dường như là toàn viên trong đội Uông Thánh đã có vấn đề về tinh thần trực tiếp bỏ cuộc thi. Mà Bạch Hiển Lễ thì hiệu trưởng của Trung Nam khai rằng đã đi nghỉ. Nhưng mà tung tích của ông ta như thế thì ông ta đã biến mất khỏi thế giới, không vội điều tra ra họ trong một hai ngày. Đừng có chọn thời gian điểm mà họ cảnh giác nhất. Ngoài ra, liên quan tới Khương Năng và Khương Tinh thì tôi vẫn luôn cảm thấy chúng có một loại cảm giác cực kỳ hỗn độn. Khi nhân loại nhận được Khương Năng từ Khương Tinh thì trực tiếp có thể lấy được nhắc nhở về tên năng lực, cấp độ và cách sử dụng. Những năng lực này là do ai đó đặt tên lại hoặc là ai viết lại nhất. Tôi có thể hiểu nhiều năng lực phụ trợ có thể tăng sức mạnh cho các năng lực khác. Nhưng tại sao chúng cũng có thể tăng sức tấn công của vũ khí? Nhiều năng lực thường tạo ra hiệu ứng không hoàn toàn giống nhau. Với những nhắc nhở khi sử dụng trong thực tế thì đây là tại sao? Trên thực tế thì viện khoa học đã thời xuống cái dự án nghiên cứu về vấn đề của em. Nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có kết luận. Như vậy à? Phỏng đoán còn có rất nhiều. Phỏng đoán được chấp nhận phổ biến nhất là bản thân khư năng là thứ tiếp tục tự phát triển. Tổng số khư năng động được mở ra hàng năm ngày càng nhiều. Mà di tộc càng nhiều thì có cơ sở nói rằng khư năng có thể tiến hóa. Để rồi được sáng xít nữa. Giao những vấn đề này cho viện khoa học nghiên cứu là được rồi. Để cho anh cho em xem. Sự xinh đẹp này thay đổi tâm tình này nè. Từng là cái kiểu tóc thần tượng nhóm nhạc nam nổi tiếng mỗi thời. Có đẹp trai không? Ui. Cắt tóc kiểu cũ của anh lại cho tôi. Đỡ anh chơi chút đi mà. Còn được, tinh thần lực của anh bây giờ còn là của tôi. Đừng có lãng phí. Ây da. Cuộc thi tính điểm của cuộc thi đồng đội đã kết thúc vào ngày hôm qua. Và tính bằng điểm và xếp hạng ngang nhau, tổng cộng có 14 đội lọt vào top 10. Một số đội thì cũng có điểm số sẽ tranh tài trong trận chiến hàng một ngày hôm nay để xác định vị trí thứ 9 và thứ 10. Ai sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt, cũng như là top 8 sẽ tham gia trận chung kết. Trận đầu tiên hôm nay là giữa các đội giàu lộ bát từ trường học viện Trường Thành Anh và đội của Hoàng Thiết Thành
đến từ trường học viện Tam Sơn. Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định ai trong số họ có thể vào tứ kết để tham dự trận chung kết. Lần này trông cực kỳ nguyện thua rồi. Đối thủ có 3 khống chế, trừ khi cô ấy kỳ nguyện từ đầu, nếu không thì sẽ tù luôn. Hơn nữa, thằng nhóc họ Hoàng đó chắc chắn là người của hoàng gia thành phố Hoàng Thất. Người của gia tộc này đặc biệt là thích hợp hấp thụ năng lượng mơ hoặc khe tiếng nhiều hoặc là tôi đã thấy nó trong sách giáo khoa cơ năng. Đó không phải là năng lực khống chế tinh thần bình thường sao? Hiệu quả của nó đối với dị tộc lại yếu, nhưng lại có hiệu quả rõ ràng đối với nhân loại. Mà lúc giải phóng lại không phân địch ta, chỉ nhìn phạm vi. Người hấp thụ năng lực này ít nhiều có động cơ không thuận. Như vậy à? Trong tài vừa mới bắt đầu thì lập tức kỳ nghiêng. Ấy, cậu chắc bắt đầu. Nhiễu hoặc là nhiễu suy luận của tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Quan thiết tịnh của Học viện Tam Sơn đã bắt đầu mở nhiễu hoặc. Khán tính của tố miệng cảnh lưu bắt quá yếu cho nên đã nhiễu loạn tại chỗ. Tự quan y tư đồ mệnh vẫn khổ sở chống đỡ. Mê tâm chỉ định mục tiêu khiến cho người đó hỗn loạn. Vân hợp huy tác nhìn chóng thơm cả mơ tâm thành công khống chế được tư đồ lệnh lồng giam tinh thần. Tư đồ mệnh đang cực kỳ hỗn loạn, thả lồng giam tinh thần lên trên người của thường hoàng ý đúng là phục rồi. Vân nhân cửu mau lên, tôi đi lớn vượt các lúng. Bốn người lô bác vẫn chưa thể nào tính lại từ khống chế tinh thần đã bị rơi vào lĩnh vực các lúng của văn nhân cũ rồi. Mà đó là phút trôi qua cớ từ khi lô bác và bốn người họ đã bị chôn vùi trong cát từ đầu đến chân, thì họ vẫn còn có thể dựa vào chung cực kỳ nguyện để lật ngược tình thế. Tại sao vẫn không đến vậy? Chung cực kỳ nguyện của Tô Uyển quánh có thể kéo dài 3 phút, nhớ đâu mà khiến từ kéo dài của họ thì sao? Vậy để tôi xem. Siêu cấp cảm ứng. Nhưng bài cát lúng này không ngừng vây lấy Tô Uyển quánh. Cô ấy đã bị cát lúng lấp đầy đến mức mà bị cạn sức rồi. Lập tức phản họ thua, mau cứu người. Vâng. Đồ quen thiết thành thắng, mau thu lại năng lực. Năng lực của tôi thu lại cũng còn thời gian, đâu có nhanh như vậy. Giờ thiếu, vua một cảnh yếm hồ một chút. Được. Đàn tóc quang. Sao Trường Nghiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Siêu phân giải xuyên thấu. Thân thể bốn người này đều là cát, sinh mệnh quyền hành của mình không thể giúp bọn họ lột bỏ cát được. Tốt nhất là nên bất trùng phật kinh tới. Khi phát động đàn tốc thì người phát động sẽ lập tức đạt tới cái tốc độ như mục tiêu. Đàn tốc quang gia tốc và tốc độ của loại năng nội lực và ngoại lực đồng thời này sẽ gây không gây ảnh hưởng tới cơ quan của con người, nhưng mà sức cản của không khí khi di chuyển với tốc độ cao sẽ gây ra. Đưa phòng tình thì phải duy trì chậm một chút. Đàn không khí, đàn tốc, đàn không khí, giờ cho anh có người đấy. Hay động tác nhẹ nhàng một chút có được không vậy? Nếu như mà vần nhọn cẩu tấn công thơ một lần sau trận đấu thì liệu cậu ta có phải nhận thể không? Vần nhân cẩu của Học viện Tam Sơn tấn công thơm sau trận đấu thấy vàng cảnh cáo. Đã lùm tùm, tôi đâu có thể công kích. Tha tâm thông, sự thật sẽ không vì các cậu giáo biên mà thay đổi. Không thế nào? Không ai ngồi mình biết được chuyện đang xảy ra ở dưới cát. Cậu ta chỉ đồng phụ trường thành thế thôi. Ngủ à? Lúc tôi thu lại năng lực thực sự còn thời gian mà. Không phải là tôi có thể khống chế được. Chỉ còn mình ngậm chặt cái miệng không nói thì sẽ không có chuyện. Trong tài không thấy vấn đề, có thể trách mình đi sau. Lĩnh vực cạc lúng của cậu đã từng được sử dụng trước đó. So sánh xem còn bao lâu dày để thu lại là biết. Vâng nhân cậu, thái độ của cậu chống đối trọng tài. Bị thơm một thỉ vàng, cộng lại thành thì đỏ. Trung Nguyên và Phùng Kình đều là người mà mình không thể đắc tội được. Cho dù là bằng nhân cầu giải, biện thế nào thì do thể với cậu ta là đúng rồi. Tôi, cái tên ngốc trời các này lại có thù với chúng cực. Kỳ nghi sao? Hạ thù cũng ác vậy. Nếu như mà mình tới chậm một phút thì người cũng đã lành rồi. Cá băng nỉ đâu rồi? Rốt cuộc là mình chết rồi hay là vẫn còn sống? Không chứ, tinh thần của mình đã được giải trừ rồi. Là hội trưởng hồi xuân cho mình sao?
Vân Nhân Cửu xúc động thế làm cái gì? Cậu ta ăn thì đỏ, cơn sầu dự bị đội chúng chợ của chúng ta có đến rồi. Già thiếu, úi, hiền thiếu à, em dỗ anh hết hồn rồi. Lại lấn lấy báo mạnh với mình. Em ấy, mạnh thì cười em ấy, mình vẫn bất động. Bà tự kiếm trẻ mình thì trí giả bất nhập bên hà. Tên vốn dân chủ vận mình hòa hợp tự do, bên đẳng công bằng pháp quyền lòng vì nước cống hiến, liêm chính và thân thiện. Giải quyết chuyện xong chưa? Hóa ra đây mới là con thần chú để chống lại bán mạnh. Hồi đúng là phục anh rồi. Vừa bán mạnh vừa lén đọc suy nghĩ của anh rất vui sao? Vui? À không phải, ý của tôi là tôi thấy rằng thỉnh thoảng bán mạnh vì anh không chỉ có thể khiến cho Lý Thông thức của anh xoa dịu những cảm xúc tiêu cực, mà có thể làm giảm nhẹ sự động hóa của nhân cách một cách hiệu quả. Lần này lúc bán mạnh không cho phép dùng thà tâm thông. Mở Lý tính thức nói một chuyện với anh. Được. Mô hại chung cực kỳ nghiện, cậu ta có ý đồ gì? Tôi mở thà tâm thông nghe thì chắc cậu ta nhất định là xúc động không thu lại được sát tâm. Có phải là chịu ảnh hưởng của nhiều hoặc là thần trí thông minh mẫn nên mới như vậy không? Tôi đã tính toán khoảng cách giữa các quan thiết thành. Cậu ta khi kích hoạt nhiều hoặc là ít nhất cậu ta không trúng nhiễu hoạt của trận này. Cậu ta có thể tự tìm tới đường chết. Vậy thì đưa cậu ta đi uống trà với phương phá địch ở cục cơ quản đi. Người của cục cơ quản một lời không hợp liền trực tiếp đưa Vân Nhân cậu đi. Giờ phải làm sao? Cậu ấy vẫn có thể dự bị ở những trận tư kết tiếp theo. Nhưng mà nếu như cậu ấy vào sân mà không thể ra sân, về cơ bản thì chúng ta sẽ thua những trận sau. Họ lấy đầu ra bằng lĩnh của cục khừ quả mắt người đi thế. Tôi đã trải qua lên lịch của mấy người này. Gia nghiệp của tổ huyền ánh tuy to, nhưng mà cũng không thể vươn tay đến đầu của Hòa Nam. Trung Nguyên thì là một ngọn cỏ, cũng chỉ có vùng cảnh thì muốn làm gì thì cũng được, dựa vào tối nhật ư. Sớm biết nên để cho Vàng Nhọn cẩu cũng báo cáo lên, thì cậu ta vừa hấp thụ được Sa Linh Bảo thì chắc chắn cũng sẽ là năng lực cấp chiến lược độc nhất. Đừng có vội, đâu tới được. Lúc nào rồi mà còn cậu còn có tâm tình uống trà nói chuyện cười lành thế? Chỉ cần Vàng Nhọn cẩu trong sạch thì cục khâu quản cũng không làm gì được cậu ta. Còn về điều tra vấn đề gì thì trì hoãn thời gian. Alo, chú Hai, là cháu Đường Đường. Cho nên với cháu mấy ngày này cháu thi đấu, thì một đồng đội của cháu đột nhiên bị người của cục khu quản đưa đi. Tay nghề nấu nướng tiến bộ rất nhanh. Xem ra để tôi đi thì ít nhất anh cũng không đến nỗi phải ăn mì gói. Rõ ràng là anh tiếng em làm đầu bếp. Tại sao rửa rầu thấy rầu luôn là anh chứ? Muốn mạnh hơn thì phải chém đứt rầu cái yếu của mình. Ấy, Vương Phá Địch lại gửi tin nhắn cho mình. Nghe thiếu, lần này đúng là lũ lụt vọt tới miếu Long Vương rồi. Ý gì thế? Vương Nhân Cổ vừa vào cục khư quản, còn chưa uống trà xong thì đã bị người khác lôi ra rồi. Người lôi là Đồng Hướng Uyên, cấu khư số 4. Số 4 cổ khư, Đồng Hướng Uyên, là họ hàng của Đồng Tiểu Đường, đồng đội của Vương Nhân Cổ ư? Đúng vậy. Đồng Hữu Uyên xuất thân ở gia đình bình thường, vô tình bị cuốn vào tranh đấu của các cường năng giả. Quân khu Hòa Nam bị báo mật nên tuyến cậu ta là nhân viên văn phòng. Không bao lâu sau thì cậu ta được phát hiện có thiên phú cường năng siêu cao, từ đó mà thăng cấp trở thành cường giả hàng đầu và gia nhập cậu khử. Cả đồng giả con gà chó lên trời trở thành một khử giả thế giả cường năng giả mới. Nếu như cậu ta xuất hiện ở từ tầng lớp thấp thì nên biết mỗi nỗi khổ của cường quyền áp bức. Hiện giờ cậu ta đã trở thành cường quyền áp bức ngược lại người khác rồi sao? Cũng không thể trách cậu ta. Ở chỗ Hòa Nam thì không có thân tình, gần như là nửa bước khó đi. Đặc điểm di truyền của gia đình từ thiên phú cường năng càng khiến khích vàng hóa của các thế giả là bên người thần không còn đạo lý. Đồng Yến Ương lập vô số chiến tích, còn từng trấn áp khư động tới cấp tỷ ích, vậy cứu hàng ngàn hàng vạn người. Cổ khư ngầm đã cho phép hành vi lấy viện mồ tự của cậu ta, chỉ để cậu ta phụ thuộc vào cổ khư hơn. Lợi ích của quy tắc cường giả làm tốn này thực sự là dụ hoạt, nên ai cũng muốn trở thành Đồng Hướng Nguyện. Chỉ khác là có thiên phú hay là không mà thôi. Nguyên nhân thực sự khiến cho Hoa Quốc
Ngon ngài tiết lộ khừ nàng giả, thoát khỏi viện cường chế, quản hạt của nhà nước và trở thành một giai cấp mới. Những người bình thường không có tiền phú sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận của việc áp bức. Công khai khư năng chỉ sẽ tạo ra vô số đồng hướng uyên. Lâu về dài thì Hoa Quốc sẽ không còn là Hoa Quốc của nhân dân nữa, mà là Hoa Quốc của khư năng giả. Nói rồi, là anh muốn bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước thì không thể sử dụng sức mạnh tràn đầy tư lợi và không công bằng này. Có lẽ sau này trong quá trình không ngừng thỏa hiệp với thế giới thì anh sẽ dần thoát khỏi thôi hóa tình bồ dáng giống như anh ghét nhất. Anh sẽ không. Sam chắc chắn là anh sẽ không. Tôi ăn lý tính tổng thức của anh lâu như vậy còn không thể hiểu anh ư? Anh từng nói là muốn tạo ra cho tôi một thế giới có thể an giấc. Còn nói thơm cả tôi thì có thể làm được. Cho dù anh lừa tôi cũng tin. Để cho anh có thể an tâm nghỉ ngơi, một ngày mà tôi cũng có thể an giấc thực sự tới, tôi sẽ cùng anh cố gắng phấn đấu. Lần này đến tuổi là núi dựa của anh đi. À, đạo lý thì anh hiểu, có thể đổi nghi thức khác bắt tay không? Vậy anh muốn thế nào? À, huyết mộng nhầu hay là kích hoạt nghi thức bài ma thuật? À, hợp thể biến thần. Tới. Tay đấm cổ khừ, chân đá thế gia. Nhiệt hết kết, sống trên thế gian này, sáng lập ra tình thế biến A Thái Bình. Ai đó vui sao? Siêu vui luôn. Chuyện đồng hướng uyên bà chè bằng cẩu khừ thì anh chuẩn bị thế nào rồi? Đến trẻ trước rồi đến già, làm bao nhiêu ác thì chịu bấy nhiêu phạt. Làm thường mãi đến chết thì anh bảo anh. Nguyên, đối thủ tiếp theo của chúng ta trong cuộc thi đồng đội trực tiếp nhận thua rồi. Đúng như dự đoán, sẽ cho cùng thì giải đấu không chỉ là quyết định nhà vô địch mà còn quyết định thứ hạng của giải thưởng. Nhận thua là một lựa chọn chiến thuật khôn ngoan để bảo đảm toàn sức mạnh và phân đấu đạt thứ hạng cao. Tôi đã đoán đối thủ của chúng ta là bán kết, cũng sẽ nhận thua và chúng ta sẽ đi thẳng vào chung kết. Ở nội dung thi đấu đồng đội thì chúng ta tạm thời xếp thứ nhất, còn đội của Hoàng Thiết Thành tạm thời xếp thứ 8. Thế nhưng quy trình dự định thì chúng ta sẽ phải đợi đến trận chung kết mới có thể gặp họ. Chà, tôi không ngại để cho họ trèo càng cao, ngã càng đau lâu. À, mặc dù tên khốn vàng nhận cẩu quả thực là nên giết, nhưng mà chúng ta đồng thủ ở giải đấu thực sự không sao chứ. Tôi cũng không thích giết người, trừ khi đối phương thực sự muốn chết. Tôi nghe nói vàng nhận cẩu đã bị đưa vào cục cơ quản, là bị người kéo ra. Chắc là sẽ không phải là thiểm nghi lục giả đi chứ. Thiểm chi lục giả là cái quỷ gì? Số 4 cổ khừ đồng hướng uyên sẽ làm gương cho chuyện này. Ở cổ khừ sẽ chiến đấu của cậu ta sẽ thứ 9, mà năng lực giao tiếp thêm thứ 9 tôi dự lên. Trong mắt anh, cậu ta là người tốt hay là người xấu? À, con người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Như vậy à, tôi hiểu rồi. Con là muốn làm gì? À quên đi, dù sao thì tốt trực tiếp và chết. Muốn làm gì thì tùy cậu. Nhạc mà nhớ, trận đấu cá nhân còn lại không nhiều. Phần lớn những người trong nhóm thắng cuộc đều sẽ bị cầu dò lùi, nên đành trực tiếp nhận thua gia nhập nhóm thua cuộc. Mà lịch trình của tôi những ngày này dày đặc đến nỗi mà tôi còn như là kiệt sức. Anh còn học làm nũng. Ai bảo cậu trong sát kinh bạn thì đâu cũng trâu ông gà bươm. Hả? Lâm Thường từng được cậu cứu, mà phương tiện cũng từng được cậu chứa khỏi cận thị. Còn có tù chiếc đổ gục trước mèo của cậu, toàn bộ đều xin chuyển tới thành anh rồi. Đặc biệt là tù chiếc đấy, ngày nào cũng chặn ở cửa đồ sờ mèo. Tôi mất nửa ngày thì mới đuổi đi được đấy. Tôi không biết gì hết, cáo từ. Ấy, tôi hiểu tâm trạng là muốn đánh mông mèo của Giang Bất Âu rồi. Thực lực của đội phòng kinh ở hậu viện thành anh đúng là quá mạnh. Đối thủ của họ trong tục 8 lại có mấy ngày này lần lượt chọn nhận thua. Sau nhiều ngày tranh đấu xếp hạng khốc liệt thì các đội từ thứ 3 đến thứ 8 đều sẽ được quyết định. Sắp đưa tổ chức, bây giờ là trận chung kết đồng đội được nhiều người mong đợi. Chẳng lẽ đội của Hoàng Thí Tình đến học viện Tam Sơn vốn là đã định sẵn ở vị trí thứ 2 còn đủ can đảm đỡ khiêu chiến đội Phùng Kinh ư? Chà, ai được quán quân thì còn chưa chắc đâu. Thực lực của Trung Nguyên có mạnh thế nào thì quy tắc của thi đấu không cho phép công kích chí mạng. Năng lực cấp chiến lược của cậu ta căn bản là không có đất dụng võ. Lần trước sau khi tôi thu lại lĩnh vực cát lúng thì cậu ta mới đào ra được cây hố lớn. Nói không chừng là không thu lại năng lực
thì chắc chắn cậu ta không làm gì được tôi. Phong Cần, mọi người đều bảo cậu là hỡi chữa trị mạnh nhất. Tôi muốn xem túi nhật của cậu hôm nay có thể cứu được mấy người. Đánh cái cậu mà còn dùng tới túi nhật à? Tôi nói trước cho cái cậu đánh tình thế nào thì tôi cũng sẽ không cứu. Ai còn cậu cứu, tôi mình đã tình. Lớp chữa trị đủ mạnh hay không? Đừng có để tôi đánh xong trận, còn phải cứu người đấy. Cậu là tuyển thủ tham gia thi đấu bình thường, không có nhiệm vụ cứu người. Rất tốt, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tuyển thủ hai bên sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Khống chế phùng. Hai cái tên này lại có năng lực khống chế tinh thần. Để tránh họ dở trò thì vẫn nên đóng bằng đi, đóng bằng cách thấp nhất. Hẹn giờ trước tầm 10 phút là sẽ tự động ra động, không cần phải quyết cả sinh mệnh quyền hành luôn. Quan Thiết Thành và Vạn Huy đã bị ảnh hưởng bởi bột của trùng nghiện vứt ra ngoài. Đội Quan Thiết nhìn Thành chớp mắt, còn lại hai người. Hai người còn lại rốt cuộc là giết hay giữ? Để tôi nghe tiếng lòng của các cậu rồi tin tiếp. Đóng băng thì sao chưa? Họ chỉ cần giữ chân cậu lại một giây thì mục đích chiến thuật đã đạt được rồi. Khi xuất tụng vực hắc ám thiên mạc, lĩnh vực cạc lúng, ánh bột sợ nhất trùng nơi không có ánh sáng, chỉ cần biến sơ thành sơn bóng túi thì có thể kiềm chế được ảnh độc. Tiên thủ đồng tiểu đường phá động lĩnh vực khi tác chiến, sơn thì rơi vào trong bóng túi, không nhìn thấy được gì. Còn ra nhanh chóng để chuyển sang chế độ hồi ngoại. Nhịp chân có ảnh hưởng không? À không, đâu không ngứa. Kéo đồng đội của tụi từ cát ra ngoài. Chiêu này vô dụng. Vô dụng thôi, tiếp tục chiêu sâu đi. Kẻ thống trị không vực. Tô tạ vậy mà lại biết bậy, quá vô lý rồi đấy. Không gian khi tắt của mình đã ghi nhận tổng cộng là 3 năng lực, bao gồm không trọng lực, nhiệt độ cao, nhiệt độ cực cao, nhưng mà năng lực tỳ sát dùng để đối phó với dị tộc, không thể sử dụng trong thi đấu, vẫn nên sử dụng không trọng lượng vậy. Không trọng lượng là trạng thái trong đó có trọng lực tác dụng lên một vật lớn hơn chống lại trọng vật. Sau khi một tiểu bầy tiến vào không gian không trọng lượng của mình thì lực nâng cần thiết để duy trì bầy sẽ giảm đi, dẫn đến gia tốc rơi xuống. Tác dụng của trọng lực không gian di tác không trọng lực. Ngã xuống cho tôi. Chúa tở không vực của mình kiểm soát luồng không khí gần đi lên, tạo ra lực năng lượng hợp bù đắp cho sự suy yếu do năng lực không gian không trọng lượng gây ra. Xin lỗi, chiêu này vô dụng. Và nhân cậu mau thu lại cái của cậu. Thu cái gì mà thu? Tôi muốn chính diện đến bãi trung nguyên. Cát là sân nhà của mình, chỉ còn biến thành cát thì mình sẽ vô địch thôi. Sa Lê Bảo lập tức tăng năng lực tới 600%, tự miễn dịch với tổn thương và trạng thái dị thường, duy trì trong 30 giây. Kẻ thống trị của cát theo nguyện vọng biến đổi thành cát.